Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một bộ mẹ con các bạn, với lại một con cái Sinter mẫu độ. Đây là bộ mẹ con Good độ nè các bạn. Mẹ anh Good dẫn cái 3B, mẫu cực kỳ độ luôn các bạn. Mẹ anh Good dẫn cái 3B mẫu cực kỳ độ luôn, 3B cái dòng F2. Mẹ anh Good đầu trọc lóc, rúng yếm nghiêm chỉnh, mẹ đầu đít bằng y luôn các bạn. Mẹ đầu đít bằng y luôn. Đó, cái đầu chà bá các bạn, đầu đít bằng y luôn các bạn thấy không? Cái bầu vú nè, hết biết luôn các bạn, rúng nè. Đó. Đó, mẹ cái anh Good mẫu độ dẫn cái 3B lứa đầu tiên. Dẫn cái 3B lứa đầu tiên luôn các bạn. Đó, mẹ dẫn cái 3B mới 20 ngày các bạn. Cái 3B mới 20 ngày à. Đó, mẹ nè. Lưng một lưng, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối. Đó, bộ mẹ con này thì chủ báo giá là 34.500.000 các bạn, 34.500.000. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, bộ mẹ anh Good nè, rúng nè, bốn vú đều nè. Đó. Xe mặt xe lưng là đúng luôn các bạn thấy không? Nó lưng một lưng, cái đầu chà bá. Dẫn cái OB mới 20 ngày. Dẫn cái OB mới 20 ngày các bạn, giá là 34.500.000 các bạn. 34.500.000. Đó, cái OB là chân móng hoàn thiện, xương cực kỳ cối luôn các bạn. Đó, chân móng hoàn thiện, xương cực kỳ cối luôn. Bồ mẹ nè, bồ mẹ cái đầu thì chà bá. Đòn dài, đầu đít thì bằng y. Rúng yếm luôn, nghiêm chỉnh hết các bạn, bốn vú đều văng nè. Đó. Lưng một lưng. Đó, bà mẹ cái anh Good mẫu cực kỳ độ luôn các bạn. Bà mẹ cái anh Good mẫu cực kỳ độ luôn. Giá 34.500.000 bộ mẹ con các bạn. Giá 34.500.000 bộ mẹ con này các bạn. 34.500.000. Đó. Bà mẹ nè. Mẹ cao 1,3 bò các bạn. Mẹ cao 1,3 bò nè. Đó. Đó, bò mẹ cái anh Good dẫn lứa 3B lứa đầu tiên, cao 1,3 bò, lưng một lưng. Đó, cao 1,3 bò nè các bạn. Đó, cao 1,3 bò dẫn cái OB lứa đầu tiên, đích nè, đích là cao 1,30 đây, đích là cao 1,34 bò các bạn. À, đích là cao 1,34 bò, giữa lưng cao 1,3, đích cao 1,34, lưng một lưng, chân móng hoàn thiện. Đó, bầu sữa hết biết luôn. Đó, cái anh Gutter mẫu cực kỳ độ dẫn cái OB lứa đầu tiên, mẫu cực kỳ độ luôn các bạn. Giá 34.500.000. Cao 1,3 bò. Chân móng luôn các bạn thấy không? Cầm chân cầm xương được chà bá các bạn. Giá 34.500.000 các bạn, 34.500.000. Cái OB này các bạn thấy không? Mới 20 ngày các bạn, mới 20 ngày à. Đó, còn đây là con cái Sin. Sinter. Con này tầm 14 tháng tuổi các bạn, tầm 14 15 tháng tuổi nè. Mà cao tới mà cao tướng cao ráo rên vàng các bạn. Sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, yếm về cui. Không lan giá. Con này là cái Sinter nhưng mà mẫu cực kỳ độ nha các bạn. Cái Sinter nhưng mẫu cực kỳ độ nha. Đây, cái đuôi chà bá qua đen khui, đòn dài. Vàng rúng rúng chiền nè các bạn thấy không? Rúng rúng chiền. Vàng rúng và rúng chiền nè, yếm dày nè, sấy mặt sấy lưng đồ là nghiêm chỉnh hết. Bò này đã không có lan giá chỗ nào hết các bạn, nó quyền bò lắm các bạn, không có lan giá chỗ nào hết. Chân móng là móng sò hoàn thiện các bạn, rúng chiền, chân móng sò hoàn thiện, đó, chân chiền khú luôn các bạn thấy không? Sấy mặt, sấy lưng nè, nghiêm chỉnh hết. Con này sau này nó lớn con dữ lắm các bạn, mẫu cực kỳ độ luôn các bạn. Đó, giá là 24 triệu các bạn, 24 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đây. Đó, con cái Sinter. Tầm 14 15 tháng tuổi. Đây, cao 1,3 bò. Bò này sau này to con dữ lắm các bạn ơi. Cao 1,3 bò đích nè. Đó, đích là cao 1,34 bò.
Giá là 24 triệu các bạn. Giá là 24 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Cao mét 3 bò. Đít cao mét 34 bò, chân móng hoàn thiện, giá 24 triệu các bạn. Rúng chiền, yếm dày, đòn dài. Chân móng đồ hoàn thiện. Đó, con này sau này cực kỳ to con các bạn, cực kỳ to con, lên mẫu cực kỳ độ luôn các bạn. Đó, giá 24 triệu các bạn, giá 24 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.